Đội tuyển cầu mây nữ 4 người của Việt Nam đã có một màn trình diễn xuất sắc trong trận chung kết ASEAN 2023 trước Indonesia. Trận đấu này đánh dấu cuộc tái đấu giữa hai đội, với Indonesia từng đánh bại Việt Nam ở bán kết ASEAN 18 năm 2018 và gần đây họ cũng thua Việt Nam ở chung kết giải vô địch thế giới. Đội hình của Indonesia có đến 4 tháng 6 thành viên từng thi đấu ở ASEAN 18, điều này cho thấy khát khao của họ trong việc giành HCV càng cao gấp bội. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam có đến 3 tháng 4 thành viên đội hình chính mới lần đầu tham dự ASEAN. Điều này đã làm tăng áp lực lên đội tuyển Việt Nam, đặc biệt sau trận thua Myanmar ở chung kết nam. Trong trận đấu quan trọng nhất của năm 2023, đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu hơi căng thẳng với việc liên tục bị dẫn điểm từ 0, 3, 6, 9, 12 đến 15 và 14 đến 19 trong ván đấu đầu tiên. Tuy nhiên, sau một cuộc họp của huấn luyện viên Trần Thị Vui, đội tuyển đã tự tạo ra sự quật khởi và tinh thần chiến đấu. Chủ công Ngọc Yến đã trở lại trong phong độ tốt, đặt dấu ấn lớn trong các khía cạnh của trận đấu từ việc chắn bóng, phát bóng và đặc biệt là ghi bàn liên tục từ những pha tung người dứt điểm hiểm hóc. Cô gái cao 1,75m đã tận dụng tối đa lợi thế về chiều cao của mình. Sau khi thắng 21-18 trong ván thứ hai, đội tuyển cầu mây nữ 4 người của Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 21-14 ở ván cuối. Điều này đã giúp họ đoạt HCV tại ASEAN 2023. Ngọc Yến, người đóng vai trò quan trọng trong trận đấu, chia sẻ, trong cuộc họp, huấn luyện viên Trần Thị Vui động viên chúng tôi rằng nếu đối thủ có kinh nghiệm, chúng tôi càng phải tận dụng sức khỏe và giao cầu mạnh để tạo khó khăn cho họ. Chúng tôi đã thực hiện đúng như vậy và vượt qua giai đoạn khó khăn của ván đấu đầu tiên. Hôm nay, đội Indonesia đã chơi rất tốt, nhưng đội tuyển cầu mây nữ 4 người của Việt Nam đã chơi tốt hơn nhờ sự trẻ trung và sự quyết tâm. Chiến thắng này đã mang về tấm HCV thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 2023, góp phần làm phấn khích cả đất nước. Thành công của đội cầu mây nữ 4 người Việt Nam không chỉ mang về những tấm HCV quý báu cho đất nước mà còn giải tỏa cơn khát vàng đã kéo dài 17 năm của môn cầu mây. Việc đoạt 2 HCV cầu mây nội dung đồng đội 12 người và đá đôi ở ASEAN 2006 ở Doha đã lấy lại niềm tự hào cho thể thao Việt Nam. Điểm chung của cả 3 tấm HCV này là đều được đem về bởi các cô gái, với sự đoàn kết và ý chí dẻo dai đặc biệt. Đây là sự kế thừa được đắp dày qua nhiều thế hệ. Vận động viên Nguyễn Thị Yến chia sẻ, tôi tập cầu mây được gần 13 năm, sau khi các cô và các chị đem về tấm HCV ASEAN lịch sử năm 2006. Chúng tôi được truyền cảm hứng rất mạnh mẽ từ câu chuyện đó, với những hình ảnh các chị với tấm HCV ASEAN đó vẫn còn được giữ một cách trang trọng ở khu tập huấn của đội. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều năm và rất muốn được như các chị. Hôm nay chúng tôi đạt được thành tích này phần lớn nhờ ban huấn luyện và thầy cô chỉ dạy. Đặc biệt, sự đoàn kết, gắn bó và sẻ chia giữa các thành viên chính là chất keo và cũng là động lực giúp đội tuyển cầu mây nữ 4 người Việt Nam vượt qua những thử thách chông gai. Cả 4 người liên tục nắm tay động viên nhau, không một lần trách móc những lần mắc lỗi của đồng đội. Khi họ bắt nhịp được trận đấu, họ đã cuốn đối thủ Indonesia vào cách chơi biến hóa và mạnh mẽ của mình. Tình chị em và đồng đội được thể hiện qua cách các cô gái gọi nhau bằng những biệt danh ngộ nghĩnh như Moon, Nguyễn Thị Yến, Tụn, Trần Thị Ngọc Yến, Béo, Nguyễn Thị My, Dô, Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Dù có sự khác biệt về tuổi tác và nguồn gốc, mỗi người một quê ở Đồng Tháp, Đồng Nai, Yên Bái, Thanh Hóa, nhưng trên sân cầu mây, họ là một đội với tinh thần và khát khao chung. Sự thể hiện xuất sắc của đội tuyển cầu mây nữ 4 người Việt Nam không chỉ là niềm tự hào quốc gia mà còn là một biểu hiện rõ nét của tinh thần đoàn kết và ý chí phi thường. Những cảm xúc và cảm hứng vàng từ thành công này sẽ tiếp tục lan tỏa trong thế hệ thể thao tiếp theo của Việt Nam.